Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc và Mỹ sáng ngày 24 tháng 10 đã hồi đàm tiếp tại Seoul. Kể từ sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng 9, quan chức hạt nhân hai nước đã nhóm họp ba lần trong vòng một tháng tại Seoul và Washington. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc No Kyu Tok nhấn mạnh, hai nước đang có sự trao đổi hết sức chặt chẽ, bất kể thời gian, địa điểm, cách thức thảo luận đặc phái viên phụ trách chính sách bắc triều tiên thuộc bộ ngoại giao mỹ song kim lên án một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo liên tiếp của miền bắc gần đây là hành vi khiêu khích nhưng cũng một lần nữa nhấn mạnh washington không có ý định thù địch mà sẵn sàng đối thoại với bình nhưỡng ngoài ra ông song kim cho biết sẽ tiếp tục cùng hàn quốc tìm kiếm đối sách can thiệp vào bắc triều tiên Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Mỹ kỳ vọng sẽ tiếp tục hợp tác với người đồng cấp Hàn Quốc để tìm kiếm phương án sáng kiến đa dạng, trong đó bao gồm cả đề xuất của Seoul về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Một nguồn tin ngoại giao nắm rõ vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên cho biết, hai bên đã thảo luận khá sâu về vấn đề đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh có thể hai nước cân nhắc tới việc Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã đích thân đưa ra phản ứng về đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh sau một thời gian kín tiến trước đề xuất đối thoại của Mỹ. Tuy nhiên, Washington được cho là đang xem xét thận trọng về những ảnh hưởng dự kiến khi tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Hai nước hàng Mỹ vẫn đang tiếp tục thảo luận về chuyến thăm Hàn Quốc của các quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Mỹ vào tháng tới. Giáo sư Im Chul thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề Viễn Đông của Đại học Kiong Nam phân tích. Một điểm đáng chú ý là lần này hai nước hàng Mỹ đang đối thoại và trao đổi chặt chẽ chưa từng thấy, để cùng lên ý tưởng và đạt được tiến triển về các đề xuất cụ thể thực tế với miền Bắc.